Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thanh Duy yêu chiều Kali và nhà vợ, dẫn đi hết Dubai tới Hàn Quốc. Thanh Duy và Kali là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cả hai vợ chồng luôn nhận được sự yêu thương của khán giả vì tính cách đáng yêu và gần gũi. Bên nhau 7 năm dù chưa có con, nhưng Thanh Duy yêu chiều Kali, hết dẫn đi Dubai nay lại tiếp tục chuẩn bị đưa vợ và gia đình đi Hàn Quốc. Thanh Duy và Kali là cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt. Cả hai nhận được sự yêu mến của khán giả vì tình yêu đẹp. Mới đây trên trang cá nhân của diễn viên Thanh Duy đã chia sẻ niềm vui của bản thân khi hoàn thành toàn thủ tục chuẩn bị đi Hàn Quốc. Được biết đây là chuyến du lịch mà anh và bố vợ chuẩn bị cho hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình qua 8 tháng 3 của mình và nhạc phụ lại quyết tâm dành cho hai người phụ nữ của đời mình, đó chính là visa Hàn Quốc cho chuyến đi giữa tháng 3 này, sẵn tiện duy chúc cho tất cả chị em, cô dì, các em và các cháu nữ khắp nơi xinh đẹp hạnh phúc, nam diễn viên viết. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi. Thanh Duy khoe thành quả của mình và bố vợ dành tặng cho hai người phụ nữ đặc biệt nhân dịp 8 tháng 3. Trước đó anh từng đưa bà xã và gia đình vi vu Dubai. Anh cùng gia đình vợ trải nghiệm những dịch vụ sang chảnh tại đất nước này. Không chỉ đi hàng, trước đó Thanh Duy còn khiến người hâm mộ phải bất ngờ khi cùng vợ chi tiền khủng du lịch sang chảnh ở Dubai. Đây cũng chuyến đi hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng dịp đầu năm mới 2023. Thêm vào đó, cặp đôi còn đưa ba mẹ đi cùng. Gia đình đã cùng nhau đi du hí, sử dụng các dịch vụ sang chảnh và thăm thú nhiều địa điểm nổi tiếng ở đây. Để có được chuyến đi, nam diễn viên đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả hai vợ chồng đã có được chuyến đi đặc biệt ngay dịp đầu năm. Hai vợ chồng không ngừng khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của mình. Ngoài ra Thanh Duy còn làm nhiếp ảnh gia để chụp ảnh cho các thành viên gia đình. Chuyến đi Dubai này được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Anh luôn dành cho Kali và gia đình vợ những điều tốt đẹp nhất. Được chồng yêu chiều nên Kali ngày càng nhuận sắc và rạng rỡ. Nhiều khán giả phải suýt xoa vì gia đình viên mãn của hai diễn viên. Sau chuyến đi này tháng 3 tới đây, Thanh Duy sẽ cùng gia đình đi Hàn Quốc tận hưởng cuộc sống. Hơn 10 năm bên nhau, trải qua 7 năm cưới nhưng Thanh Duy và Kali hiện tại vẫn chưa có tin vui. Trước đây Kali đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có con cùng chồng. Nữ diễn viên cổng mặt trời chưa đón tin vui nhưng đã xây nhà để chuẩn bị cho điều này. Trước đây, vợ chồng tôi ở một ngôi nhà nhỏ, cách nhà mới vài căn. Chúng tôi muốn có không gian sống rộng rãi, tiện nghi hơn, chuẩn bị cho việc có em bé nên quyết định xây nhà. Mua sẵn nhà chờ con nhưng cặp đôi vẫn chưa nhận được tin vui. Dù hiện tại chưa có con nhưng cả hai vẫn luôn hạnh phúc cùng nhau. Kali gặp khó khăn trong việc mang thai vì gặp một số vấn đề sức khỏe. Từ năm 2019, nữ nhân viên đã trải qua quá trình điều trị để sẵn sàng cho việc sinh con. Đôi khi cô cũng chạnh lòng vì bạn bè đều đã có tin vui, còn cô và ông xã vẫn chưa may mắn. Dù vậy, Kali luôn được ông xã yêu thương và chăm sóc tận tình. Anh chính là điểm tựa tinh thần quan trọng của cuộc đời cô. Bạn nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân viên mãn của gia đình Thanh Duy và Kali? Hãy chia sẻ cùng tin mới nhất hoặc để lại bình luận ở bên dưới nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo